năm Tây tháng 10 năm 2020. Hôm nay em quay trở lại quay những cái video về quá trình đóng gói, đóng thùng những cây bông tràm gửi cho khách hàng. Thì sáng hôm nay thì em sẽ có gồm là 1, 2, 3, 4, 5 đơn, 6 đơn gửi đi cho khách hàng. Đơn thứ nhất là một cây bông trang trắng, thân một cốt, gốc khá là lâu năm. Thì ở đây em đã dán cái gốc lại rồi, không có cho đất rơi ra ngoài. Anh này là ở ở Tây Ninh nha cả nhà. Anh Phong ở Tây Ninh. Một cây bông trang màu trắng, thân một cốt. Là em gửi cái gốc này đi với giá là 700.000 đồng bao ship theo như cái cặp YouTube ở bên kênh Hoa Kiển Kim Trang của em đã đưa lên cách đây khoảng một tuần lễ. Em đã đưa lên quảng cáo cái cây này trang trắng thân một cốt gốc lâu năm này tàn thông với giá là 700.000 đồng bao ship, và anh Phong đã inbox và đặt hàng, và bây giờ hôm nay là em đóng thùng gửi đi. Tiếp theo, cái đơn tiếp theo là gồm hai bông trang màu hồng phấn. Hai cây bông trang màu hồng phấn này với giá là 120.000 đồng cộng với phí ship. Có vị khách này là ở Kiên Giang nha cả nhà, anh Toàn Nguyễn ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Anh mua hai cây bông trang màu hồng phấn đang nở rổ bông với giá là 120.000 đồng. Và tiếp theo, là một đơn của cô giáo Hoàng Lan ở trường trung học cơ sở Việt Đức ở Đắk Lắk. Cô đặt bên em là gồm 2 cây bông trang màu hồng phấn, 3 cây bông trang màu trắng và 2 cây bông trang màu vàng. Đây cả nhà ơi, 2 cây màu hồng phấn, hai cây hồng phấn em giao cho cô đây. Và hai cây màu vàng phía bên đây, hai cây màu vàng tất cả đều đã ra hoa, trổ hoa hết rồi. Màu vàng, rồi. Và tiếp theo là em sẽ đóng thùng gửi 30 cây trang Mỹ Hồng này cho anh Kiếm Thanh ở thành phố Sóc Trăng. Ngày đơn em đã ghi rồi đây, 30 cây Mỹ Hồng gửi cho anh Kiếm Thanh ở thành phố Sóc Trăng. Thì bây giờ em sẽ chọn ra 30 cây Mỹ Hồng. Và đây là cái lô 30 cây Mỹ Hồng em sẽ gửi cho anh Kiếm Thanh ở thành phố Sóc Trăng. Và tiếp theo đây là em sẽ soạn 30 cây trang Mỹ Hồng
gửi cho anh Kiếm Thanh ở thành phố Sóc Trăng. Rồi, vậy là nguyên cái vùng này là 30 cây Mỹ Hồng. Em sẽ gửi cho một vị khách ở thành phố Sóc Trăng. Đó, sẵn dịp đây em quay review sơ lược cái lô Mỹ Hồng cho cả nhà xem. Và phía bên đây là lô bông trang, những cây bông trang lá trung. Và em gửi cho cô Kim Ngân ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Cô Kim Ngân đặt hàng thì là gồm hai cây bông trang màu vàng cam, hai cây bông trang màu vàng cam và 6 cây bông trang màu vàng với 4 cây Mỹ Hồng. Rồi thì là tất cả là em đã vào bầu hết rồi. Bây giờ là chuẩn bị đóng thùng gửi cho cô. Cả nhà xem nè, tất cả đều đã ra bông hết rồi và có nụ hết. Có nụ màu vàng cam và 4 cây Mỹ Hồng gửi cho cô. 4 cây Mỹ Hồng thì còn khá là nhỏ, khoảng 1 tấc rưỡi. Còn những cây màu lá trung màu cam với màu vàng này thì đã được 4 tấc rồi. Rồi, bây giờ là cũng video cũng khá là dài rồi. Em xin kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà có ngày thứ hai đầu tuần làm việc thật là hiệu quả. Chúc cả nhà ngày đầu tuần vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Và đừng quên theo dõi kênh YouTube của em bằng cách là like video, ủng hộ em. Và khách hàng nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh ở góc phải của video có cái chuông và subscribe là đăng ký ủng hộ kênh của em. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye.